Xin chào các anh chị Cùng xem là với 10 giờ làm app thì chúng ta sẽ tạo ra được một app về quản lý 5S như thế nào và giải quyết được cái vấn đề thực tế như thế nào trong công việc cũng như là thay đổi từ cái phương pháp quản lý trên Excel sang trên làm app thì giúp chúng ta tối ưu được những chi phí nhân sự công đoạn thời gian như thế nào anh chị nhé à, Đây là một cái dự án mà em cùng với học viên của mình làm trong khoảng tầm 10 giờ bao gồm cả những cái thời gian để trao đổi về app cũng như là thời gian thao tác thì cái app này nó đã hoàn thiện được khoảng tầm 90 phần trăm rồi còn 10 phần trăm liên quan đến à, tạo ra các cái bản tra cứu cũng như là tinh chỉnh chi tiết thôi còn về tính năng thì gần như đã hoàn thiện thì đầu tiên thì trước đấy khi mà chưa có áp sheet thì cái công việc em sẽ mô tả ngắn về cái, cái quy trình thực tế anh chị nhé à đây à, mỗi sản phẩm à, mỗi trong công ty thì được chia sơ đồ 5S ra khoảng tầm 20 đến 30 vị trí khác nhau. À mỗi vị trí thì nó lại có tiêu chí đánh giá nó khác nhau, không có vị trí nào giống vị trí nào cả. Cho nên là chúng ta có một cái file Excel nó như thế này, khoảng tầm tầm mấy chục file như thế này để đi đánh giá cho từng bộ phận. À, và cứ một tuần thì đi đánh giá một lần. Vậy thì một tuần nó sẽ sinh ra một cái file này. Sau đó thì lại về tổng hợp lại để sinh ra cái file tổng hợp này theo từng tuần, theo từng tháng, đánh giá và sau khi mà có xếp loại xong thì sẽ có cái phần thu chi để thưởng phạt xếp loại để thưởng phạt vậy thì để trước đây khi mà để làm cái việc này ấy, thì nếu như mà chúng ta dùng truyền thống tức là bằng giấy tờ thì gần như là mỗi tuần chúng ta in ra khoảng tầm 30 ít nhất là 30 tờ cho 30 vị trí đúng không ạ một tuần một tháng thì phải in ra 4 đến 5 lần như vậy và sau khi lại về phải làm một tổng hợp này xong phải gửi báo cáo đánh giá xác nhận về cho một người để tổng hợp sau đó là chi tiền chi tiền lại cũng phải có một cái thao tác để đối soát đối soát kết quả xem đúng hay không đúng không ạ là tốt mấy sau đó lại phải tổng hợp để theo dõi quỹ xem là một năm thì công ty cấp cho bao nhiêu tiền đó đúng không ạ 10 hay 20 triệu gì đấy cái quỹ này thưởng thì mình chi ra phạt thì mình thu vào và phải kiểm soát tồn tồn cuối tức là con số cuối kỳ liên tục để báo cáo lên trên thì đấy là cái quy trình thực tế trước khi mà chúng ta biết đến áp xít và thì sau khi mà thực à, có áp xít rồi ấy, thì chúng ta sinh ra được một cái áp như thế này nên đầu tiên là về chúng ta có sơ đồ 5S à, thì ở đây chúng ta quản lý được theo à, trưởng ban là những ai phó ban là những ai phân cho À, các khu vực thì có khối văn phòng và khối nhà máy trong đó thì có các cái vị trí à, liên quan mỗi vị trí này thì đều có người quản lý để à, theo dõi đánh giá à, à, các cái tiêu chí 5m thì chúng ta cũng đã setup xong cho từng vị trí à, vậy thì khi này chúng ta đi chấm điểm cho từng vị trí thì tạm thời ở đây em sẽ thử tạo ra một cái phiếu mới ví dụ như là ngày hôm nay đi chúng ta đi chấm điểm cho vị trí hành lang à, VKC đúng không Nhìn hành lang nhà vệ sinh của khu F1. Thì mà khi mà vào trong này ấy, thì mặc định nếu mà chưa chấm thì nó sẽ đánh giá là con tổng điểm là bằng 0. Ok. À, vậy thì ở đây chúng ta có một cái cái cái, cái quy tắc theo cái quy trình này đó là à, có 5 năm hạng mục đó là sàn lọc sắp xếp sạch sẽ sẵn sóc sẵn sàng thì nếu mà chúng ta thấy nó không bất thường gì chúng ta có thể chấm nhanh cho nó là à, ok với hai hạng mục này ông được tối đa là 20 điểm À, còn những cái hạng mục khác thì chúng ta bấm vào đánh giá chi tiết thì nó sẽ liệt kê lại những cái hạng mục còn lại mà chúng ta chưa đánh giá xong, à, chúng ta chưa có đánh giá ví dụ như ở đây chúng ta có sàng lọc này, chúng ta có sạch sẽ này và chúng ta có sẵn sàng và các cái tiêu tiêu chí này đều là riêng rẽ cho từng khu vực anh chị nhé. À, vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở sàng lọc thì nó sẽ không đạt cái tiêu chí này ở chỗ ví dụ như là bàn ghế để đốn sổ à, bàn ghế gãy không được khắc phục. Ok, chúng ta có thể là chụp một cái hình ảnh để hình họa. Ok, tương tự như vậy chúng ta có thể thêm một lỗi nữa là gì đấy nữa đúng không? Tương tự như vậy, à, tương tự như thế này. Thì với cái app này thì cái cứ quy luật là cứ một lỗi thì được bị trừ mất 4 điểm và cứ trên 5 lỗi trở đi là cái hạng mục đấy về bằng 0 điểm. Vậy thì sau khi mà đã đánh giá xong thì ở đây nó sẽ xếp loại lại cho chúng ta là cái hạng mục này còn bao nhiêu điểm nó thì ở đây anh chị sẽ chờ một xíu để cho nó tổng hợp điểm chắc là do đường truyền về mạng nó chưa ok nên là chỗ này nó chưa lót xong thôi ok vậy thì ở đây chúng ta có 52 điểm bởi vì sàng lọc thì bị trừ hết điểm rồi còn sạch sẽ và sẵn sàng thì do chúng ta chưa đánh giá nên là nó sẽ báo là không điểm ở em okay, ở đây em sẽ chấm nhanh luôn thì ở đây nó sẽ là 92 điểm được chưa tương tự như vậy thì chúng ta đi đánh giá các bộ phận khác nó rất là nhanh gọn thôi và các cái lỗi thì chúng ta đều được ghi chép lại ở đây là gồm những lỗi gì đúng không ạ rồi ok vậy thì sau khi mà đánh giá xong tất cả các hạng mục ấy thì ở đây nó sẽ tự động nhé nó sẽ tự động à, em sẽ nói phần khắc phục này đi thì tất cả những phiếu khắc phục ở đây thì nó sẽ tổng hợp về đây vị trí nào ngày nào đúng phát hiện nó sẽ có bốn trạng thái là phát hiện này và sau khi mà ông đã khắc phục xong thì nó sẽ hiện là đã báo cáo báo cáo mà có đánh giá thì nó sẽ ra trạng thái là khắc phục hoặc là đã khắc phục hoặc là không đạt vì chúng ta sẽ có phát hiện khối nhà máy khu vực F1 thì còn bao nhiêu vị trí chưa khắc phục xong và nếu như chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ ghi là phải khắc phục nguyên nhân là gì đấy, đúng không? Đấy biện pháp là gì đấy? Nên à, một cái hình ảnh để báo cáo khắc phục. Sau đó thì nó sẽ chuyển trạng thái của chúng ta về đã báo cáo. Nó và người đánh giá vào Ở đây họ sẽ nghiệm thu. Là nếu như mà không đạt ấy, thì nó sẽ báo trạng thái là chuyển về đây là không đạt. Còn nếu à, sau khi mà không đạt chúng ta có thể báo cáo lại đi chụp báo cáo lại nguyên nhân, chụp lại hình ảnh thì nó sẽ trở về trạng thái là đã báo cáo và chúng ta lại tiếp tục nghiệm thu. Thì đấy là một cái cơ chế nó rất là hay để chúng ta kiểm soát được cái việc khắc phục từ những người liên quan những cái vị trí khi mà có lỗi. Và đồng thời khi mà chúng ta tạo ra cái phiếu chấm điểm này thì nó sẽ tự tạo ra một cái phiếu tổng hợp tháng. Và tất nhiên ở đây chúng ta có thể thêm bằng tay, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ có một cái cách để nó tự động thêm bằng tháng. Đó, thì nó sẽ tự động tổng hợp là năm bốn này, với tháng 1 thì khối nhà máy đang trung bình là được 40 điểm. Nào khối văn phòng thì được 52 điểm Này tương tự như vậy thôi Này khối nhà máy thì trung bình ở đây đang là 14 điểm Bởi vì toàn là phiếu dở sang chưa chấm thôi Thì nó sẽ ghi là bằng 0 hết Rồi Ok và như này thì nó sẽ tự tổng hợp được là Với cái khối nhà máy này Thì trong tháng 2 này thì ông nào sẽ là top 1 À ông top 1 là ông này Top 2, top 3 là những ông nào đấy Top 2 là ông bày 2 điểm này Top 3 là tại vì bằng 0 hết nên nó sẽ hiện là top 3 Và tương tự như vậy thì nó cứ xếp hạng từ top 1 cho đến top hai mấy 30 tùy theo cái số lượng vị trí chúng ta chấm thôi. Và từ cái phiếu tổng hợp này. À, thì chúng ta có thể tiến hành thu chi để thưởng phạt luôn cho từng tháng và sau đấy thì nó sẽ đổ về cho chúng ta cái phiếu thu chi ở đây thôi ạ. Và ở đây thì khi mà vào đây chúng ta sẽ kiểm tra được ngay cái số dư cuối là bao nhiêu của cái quỹ còn lại. Còn nếu không thì anh chị có thể tra cứu theo từng kỳ. Ở đây chúng ta chọn từ ngày nào đến ngày nào thì nó sẽ tự tổng hợp cái, cái quỹ theo đầu kỳ là bao nhiêu, trong kỳ là bao nhiêu và cuối kỳ là bao nhiêu. Rồi ở đây thì chúng ta có thể tra cứu 5S này thì chúng ta tra cứu từ thời điểm nào đến đến thời điểm nào ấy thì nó cũng sẽ cho chúng ta được các cái báo cáo Ồ, ở đây thì đang chưa có cái gì rồi Ok nhìn như đang có một số lỗi lầm gì đây dẫn đến là nó đang Ở đây nhìn, nhìn sai sai nhỉ, đúng không ạ thế nhưng nó chỉ đang dò được đúng cái ngày này thôi. Ok cái này thì em sẽ chỉnh sửa được. Và đến khi mà chúng ta dò soát này nó sẽ tính được điểm trung bình cho chúng ta là bộ phận hành lang VCFS một 1 này thì đang điểm trung bình cao nhất từ cái thời điểm mà chúng ta lọc. Và sau đấy thì nó sẽ tính trung bình điểm cho từng khối và từng khu vực ở đây luôn. Thì rất là hay đúng không ạ? Và chúng ta có thể lọc theo từng khối nữa. Đó vậy thì đây là tổng quan một cái module về quản lý năm mét mà chỉ sau so 10 giờ cùng thao tác thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được và cái việc mà học áp suất thì thực ra nó không khó quan trọng là cái tư duy để chúng ta biến từ một cái quy trình bằng mồm bằng giấy tờ lên thành một cái app một cái cơ sở dữ liệu mà tổ chức tức là chúng ta setup nó theo cái gọi là phù hợp với 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 phần mềm ấy đó thì cũng giúp cho chúng ta hình thành được một cái tư duy mà để sau này nếu như đơn vị của anh chị mà muốn xây dựng những cái app nó nó chuyên nghiệp thì chúng ta cũng hiểu được là cái bên thiết kế dù là cốt hay không cốt thì cũng đều phải tổ chức cái dữ liệu theo kiểu như này cả thì đấy là một cái rất hay về uh, AppSheet vậy thì nếu để tiếp cận được với cái app này thì chúng ta có mấy cái hình sức thức như sau thứ nhất là em sẽ luôn khuyên với anh chị tham gia cái lớp học để tự mình có thể hiểu được ba thứ quan trọng thứ nhất đó là cái tư duy xây dựng quy trình muốn làm được phần mềm thì chúng ta phải làm được tốt phần cứng đã đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu quy trình, phải diễn giải, phải tổ chức nó được bằng giấy tờ, bằng Excel đã thì chúng ta mới làm được bằng app. Thứ hai đó là các cái chức năng công dụng ở trong app sheet về công dụng của các cái phần ở trên app này, các cái công thức để giúp chúng ta thứ nhất là hiểu rõ bản chất và thứ hai là có khả năng tự phát triển được theo cái ý tưởng, cái yêu cầu thực tế công việc của chúng ta. Và thứ ba đó là À, em đã có một khoảng thời gian gọi là tương đối dài khoảng vài năm đã làm về áp thì có những cái phương pháp thì cũng đã thử có những cái con đường đã đi và sai thì em sẽ hỗ trợ được anh chị ở việc là sẽ tư vấn cho anh chị một cái hướng đi đúng đắn để anh chị nhanh chóng nhất ra được một cái phần mềm à, phù hợp với công việc mà mình đang yêu cầu à, cách thứ hai đó là anh chị có thể đặt những cái buổi kèm riêng một v 1 để chúng ta có thể làm tất nhiên là chi phí nó sẽ lớn hơn và đồng thời thì à, do khối lượng công việc của em thì bên em có những admin khác thì em sẽ giới thiệu anh chị cho những admin nó đủ uy tín và đủ khả năng để có thể hoàn toàn có thể giúp đỡ anh chị trong việc xây dựng app được và cách thứ ba đó là anh chị có thể gọi là học tập qua bộ video thì chi phí nó cũng sẽ mềm hơn và à, cũng đầy đủ em sẽ có hết bộ video xây dựng toàn bộ chi tiết cái app này cũng như là các app mẫu và cơ sở dữ liệu mẫu thì ở trên này đều có cả Thì anh chị có thể tham khảo Và anh chị đừng quên rằng là à, vào ngày mùng 4 tháng 3 à, năm 2024 Thì em sẽ khai giảng khóa tiếp theo với chủ đề đó là quản lý thiết bị Thì cũng sẽ có rất nhiều những cái tính năng hay ở trên app Để chúng ta hoàn toàn có thể quản lý được thông tin về thiết bị này Phân bổ vị trí này à, Lịch sử, bảo dưỡng, sửa chữa Hiệu chuẩn Điều chỉnh Kiểm tra rất nhiều tất cả những cái gì liên quan đến quy trình quản lý thiết bị thì chúng ta chỉ cần mất 6 buổi. 6 buổi để cùng nhau làm hiểu và hoàn thiện cái quy trình này. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái chủ đề video tiếp theo và đừng quên là trên app trên kênh của em thì sắp tới sẽ chia sẻ review những cái app nó rất là hay và đa dạng những ngành nghề để cho anh chị tham khảo. Cảm ơn anh chị.